cái dụng cụ mà mình đem theo để rước chó nha mọi người. Bây giờ mình bắt đầu đi nha. Hôm nay mình rước khá nhiều á, nên mình đi, mình tranh thủ đi sớm để làm sớm cho khách, để trả sớm. Hiện tại thì mình đang đi quận 6 để rước chó về tắm cách nha mọi người. Thì cái công việc hàng ngày á cũng không có gì cực khổ đó. Chỉ là sáng tranh thủ đi sớm rước chó sớm về để làm sớm trả cho khách thôi. Thì những cái ngày mà nắng nóng thì nó hơi cực chút xíu. Trong cái mùa dịch này á, mọi người ra đường mọi người nhớ mang khẩu trang nha mọi người, để bảo vệ sức khỏe cho mình rồi cho cộng đồng nha mọi người. Để bây giờ mà ra đường không đeo khẩu trang là bị phạt đó nha. Trong cái mùa dịch này á, với lại trời nắng nóng nữa, nên có nhiều khách ngại ra đường, nên bên Hachiko có hỗ trợ tất cả các quận. Nhưng mà các bạn, nếu như các bạn nào mà muốn đặt đưa rước bé thì các bạn nhớ đặt trước một ngày nha, để bên mình sắp xếp đi rước sớm để nắng nóng á thì mấy bé nó đỡ mệt. Thì mình sẽ để link ở dưới á, số điện thoại với lại link ở dưới mấy bạn, bạn nào mà muốn đưa rước bé về tắm cách này nọ thì mấy bạn gọi hotline thì sẽ có nhân viên tư vấn nha. Rồi, tới rồi bạn ơi, bây giờ mình thì mình tới chỗ rồi, mình sẽ gọi lấy điện thoại ra gọi khách. Khi mà rước bé dây xong á, mình sẽ đưa cho khách cái phím này, phiếu tính tiền. Có cái giỏ này thôi. Có cần tiền. Đem bé vô được cái giỏ rồi, rất là mừng. Đây là giò tắm của bé. Nếu như mà khách nào muốn muốn dùng giò tắm riêng cho bé thì khách sẽ đưa riêng cho mình. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi về nha mọi người. Rước bé về rồi á thì bên mình sẽ cho bé nghỉ ngơi 15-20 phút cho bé khỏe lại, tại vì mình đi đường nắng chắc nó hơi mệt đó, cho nó nghỉ uống nước này nọ khỏe xong rồi mới bắt đầu nha. Thì thường á thì rước mà mấy cái bé mà nhà hơi xa thì mình nên đo nhiệt độ bé trước khi tắm nha mọi người, vậy thì nó an toàn hơn. Mình kỹ chút xíu nó an toàn hơn, để mình không đo nhiều khi mấy bé nó sốt mình không hay á, vậy thì sẽ rất là nguy hiểm. Hôm nay á thì cái tuyến của mình đi á là rước hai bé xa nhất là quận 6 và quận 8, nên tiện thể làm video cho các bạn xem tham khảo.
đèn tới. Bây giờ mình về tới nhà rồi.